Song Hình có đi du học nghề Đức được không? Dùng hình xăm để thể hiện cá tính của bản thân không còn là điều xa lạ của các bạn trẻ hiện nay. Quyết định đi du học ở Đức nhưng lại có hình xăm trên cơ thể. Nhiều bạn lo lắng không biết có ảnh hưởng gì không? Nhiều bạn gửi câu hỏi về cho AVT là em xăm hình thì có đi du học nghề Đức được hay không? Và có những quốc gia nào không cấm du học sinh xăm hình? Hôm nay trong video này, AVT sẽ giải đáp cho các bạn nhé! Xăm hình là một hình thức dùng kim đưa mực vào lớp hạ bì của da, từ đó làm thay đổi sắc tố da, ghi lại những dấu ấn đặc biệt trên da, khó có thể rửa trôi hay xóa đi được. Nếu ở động vật xăm hình có tác dụng để đánh dấu, thì với con người, đây được coi là một loại hình nghệ thuật trên cơ thể. Vì nhu cầu thẩm mỹ hay để tạo ấn tượng hoặc những mục đích khác mà người ta sẽ xăm những hình thù khác nhau tùy vào sở thích mỗi người. Thực chất xăm hình không phải một trào lưu mới nổi, mà ở nhiều quốc gia trên thế giới, xăm hình đã là một môn nghệ thuật lâu đời xuất phát từ các bộ tộc xa xưa. Họ xăm hình để nhận biết và phân biệt giữa các bộ tộc với nhau. Theo thời gian, xăm hình dần trở nên tiêu cực dưới ánh nhìn và sự xét nét của xã hội. Phần đông mọi người có định kiến với xăm hình. Họ cho rằng người có hình xăm trên người là người không đàng hoàng, bậm trợn và có những ý nghĩ xấu. Tuy nhiên, với sự phát triển của cuộc sống, nhận thức của con người về xăm hình cũng thoáng và tích cực hơn. Nên những năm gần đây, xăm hình dần được đón nhận, trở thành một môn nghệ thuật và là trào lưu hot trong giới trẻ. Tin vui cho các bạn là Đức không cấm du học sinh xăm hình. Việc xăm hình không hề ảnh hưởng tới lộ trình du học nghề Đức của các bạn nhé. Qua tìm hiểu, Đức là một trong những quốc gia không ngăn cấm du học sinh xăm hình. Chính vì thế các bạn không cần lo lắng về vấn đề này nhé. Hãy cứ chăm chỉ học tập thật tốt để trang bị kiến thức làm hành trang để đi du học nghề Đức nhé các bạn. Những quốc gia chấp nhận du học sinh có hình xăm. Ngoài Đức, các bạn có thể tham khảo thông tin về một số quốc gia chấp nhận du học sinh có hình xăm như Hàn Quốc. Ngày nay khi loại hình nghệ thuật xăm hình ngày càng phát triển và được thế giới công nhận, thì cũng đã có nhiều phụ nữ Hàn Quốc xăm tên mình trên cổ tay hoặc những hình xăm nhỏ ở dưới mu bàn tay. Dưới sức ảnh hưởng của những nghệ sĩ lớn tại Hàn Quốc, đã có những dự thảo luật được đưa ra nhằm hợp pháp hóa hoạt động xăm hình, vậy nên loại hình nghệ thuật này đang dần được chấp nhận tại xứ sở Kim Chi. Canada. Trong tất cả các điều kiện du học, Canada hoàn toàn không có quy định rằng du học sinh có hình xăm sẽ không được đi du học. Vì vậy, bạn không cần phải quá lo lắng về điều này, bạn cũng không cần phải lo ngại rằng hình xăm sẽ ảnh hưởng đến quá trình khám sức khỏe du học của bạn. Đây chỉ là thủ tục nhằm đảm bảo bạn không mắc bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào trước khi nhập cảnh Canada. Nhật Bản. Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, với những bạn có hình xăm nhỏ, hình xăm chữ, chỗ kín và che được, thì bạn vẫn có thể đi du học Nhật. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải cân nhắc nhiều khi đang có hình xăm vì xã hội Nhật Bản ngày xưa đã có những quan niệm xấu về hình xăm và họ nghĩ rằng những người này đều bạo lực, phạm nhiều tội ác. Cho đến ngày nay thì những định kiến về hình xăm của người Nhật tuy không còn nặng nề định kiến như trước, nhưng cũng không phải vì vậy mà các bạn du học sinh có thể thoải mái xăm hình. Như vậy câu hỏi xăm hình có đi du học nghề Đức được hay không? AVT đã giải đáp cho các bạn. Các bạn hãy yên tâm học tập và chuẩn bị sang Đức nhé! Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau! AVT Education cam kết đúng lộ trình du học nghề Đức.